Cả nhà ơi, nói chung thì anh em chúng ta cứ thương nhau mà sống đúng không? Thì từ từ thì nó cũng sẽ hoàn thành được cái món thôi. Có gọi là gì ta? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đó, như nãy giờ anh em mình rất là chật vật, cuối cùng bắt cứ chơi quyến cây dài một vòng. Nãy dùng cây miếng ăn ngủ mà bỏ vô nóng quá, quất nguyên một cây dài luôn, cây tầm bông dài luôn. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Thanh Hùng đây. Tiếp nối với series thăm nhà của bạn Dương ở trên Khánh Hòa. Mình sẽ đi chợ và mua gà, làm món gà nướng ăn ở ngoài view bờ suối nha cả nhà. Đây là cái chợ nè. Đó, đây cũng có quán ăn đó nha. Bún riêu, phở bò, giò tái, bánh canh. Giữ xe, đây bà giữ xe nè. Bánh canh hàng quán ở đây, mỗi hàng nè, mỗi hàng là một quán đúng không nhỉ? Wow, một cái chợ mà phải nói là mình sẽ thấy hết khi mà bước vào luôn, có những hàng gì là thấy hết luôn. Đây bánh, trái cây nè, đây trái cây là nhiều ha, hàng thịt ở trong kia, khô rau củ. Rau củ ở đây không biết là họ trồng luôn hay là họ lấy ở đâu ha cả nhà. Bên kia là khu vực tạp hóa kìa. Đây là khu vực hàng thịt nè. Mình thì mình mua gà, đây thịt heo. Đây là lòng heo. Gà. Gà có mỗi hàng này. Ô có chả cả chó nữa kìa. Ơi. Gà bán sao vậy chị? Gà bán 100.000 ký hả? Con này là bao nhiêu ký? Ngàn trống hả? Ngàn trống ngàn mấy? Em biết ăn trống hay trống hết. Nhà gà trên này ăn tuyệt vời, gà vườn em ạ. Gà vườn hả chị? Ờ, gà vườn. Ờ. Cứ chỉ 200 thì hơn 2 ký nữa. Con này luôn hả anh? Hay là lấy con gà này, con nào? Con này nó nhỏ hơn. Và lấy con này đi, con này thấy mập hơn nè. Con này đi. Ôi, vậy mà lại thấy là nhỏ hơn. Nhỏ hơn chứ, con này phải chừng 2 ký. Ờ. Rồi. Thì lấy con này đi, có chân luôn. Ờ, con này có cái cặp giò nè. Rồi, vậy là 200 hả chị? Ừ, 200 chị, 200. 200k. Hay là bán thịt chó nè cả nhà nhưng mà. Ôi, bên đây là vịt, vịt. Dạ không, em ăn gà thôi. Ủa anh chó này là chó ở đây luôn hả? Chó trên mình đấy, nó sâu trên mình. Chó ăn. Thôi. Phản nó chém chết. Rồi, cảm ơn chị. Mình mua đồ ướp rồi nè anh. Anh Thiên. Chỗ tài đi. Gà mình ướp cái gì được anh Thiên? Sa tế. Sa tế tôm. Anh làm gì để em nói? Gà. Nướng gà á anh. Nướng gà lấy sa tế hả? Ờ. Đó, được anh này anh tư vấn lấy sa tế này. Mà củ này đủ đúng không? Hay là bỏ ớt ớt màu xanh á, tại con gà nó có màu vàng á, màu xanh màu đỏ. Ớt hiểm nè, đó. Miếng ớt hiểm với miếng ớt xanh. Rồi. 15.000 hũ sa tế với ớt đó nha cả nhà. Lọc muối gì vậy anh Lộc? Măng á. Măng khô. Sấy rồi đúng không? Quay nắng hả chị? Đây là có măng khô nữa nè cả nhà. Trời. Rồi bây giờ mình sẽ về để mình chế biến cái món gà nướng này nha cả nhà. Gà nướng sa tế. One hour later. Mấy con chó thấy anh Dương camera và là nó ra nó mừng. Giờ mình sẽ vào và mình chế biến món gà nướng sa tế này. Đây là cảnh dưới nhà của Dương. Cảnh một qua. Người quen. Đó. Đây cho cả nhà coi, ở ngoài này ba mẹ của bạn Dương có nuôi 2 con vịt. Đó, chỉ cần cắm cái cây cọc như vậy thôi và nó sẽ bơi dưới kia cả nhà.
cảm giác mà thèm vịt hay là đói ra cầm đá quất cái bạc cái thôi là có vịt ăn. Nè coi nó nhảy xuống nước. Đó nó nhảy xuống nước đó nha. Thì nó chỉ bơi từ đó, cái đó là bị chặn rồi. Để vô cho cả nhà coi bên trong nha. Nè nó bơi nè, thấy không? Nó chỉ bơi từ đó dọc xuống được tới đây thôi. Ở đây bị chặn. Anh Niên kia làm gì vậy? Ôi thanh niên mặc cái áo ba lỗ nhìn hài vãi anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây này để mình xuyên con gà cả nhà. Để mình nướng. Anh lọc được á. Cháy đi trời ơi, cháy lên đi tình yêu cao nguyên. Còn mãi trong. Nè cho nó cháy đi. Đây là miếng lửa cuối cùng rồi đó. Rồi cái hộp quẹt á, bọn sẽ lọc phá nó hư luôn rồi cả nhà. Cháy đi trời ơi. Anh lọc phải cho nó cháy đi. Cố lên. Ngọn lửa đang nhen nhóm. 2 hours later. Đó, rồi lên rồi. Nhấn nó xuống dưới. Quạt đi. Đây anh em mình đang nhóm củi kiểu thủ công. Đó, cháy rồi đó. Cháy lên đi. Wow, anh Hiên khéo tay lắm nha. Và rồi một bổ con gà đó là tự làm luôn cả nhà. Nếu như mà chúng ta khi còn trẻ thì chúng ta rất là thích ở Sài Gòn làm việc kiếm tiền. Nhưng mà khi về già rồi thì một cái nơi như vậy để hưởng thụ tuổi già là một điều rất lý tưởng nha cả nhà. Kế bên là một con suối luôn nè, chảy róc rách. Thì phần 3 mình sẽ có cái clip xuống dưới đây tắm nữa nha cả nhà. Xuống suối tắm. Tắm tiên mà tắm cho chó nữa. Cháy rồi. Bây giờ đợi Lão Đại Thiên. Ồ, anh đang xâm vô kìa. Cái cây anh làm hơi ngắn anh Thiên. Cái cây mía. Thêm một cái cây dài xíu. Đó, cây đó được á anh Thiên. Đang hỏng nè. Cậu Quang. Ôi. Rồi cái mắt nó như nó khóc vậy cả nhà. Đốt ở dưới sao đốt ở trên, đốt vậy sao nó cháy. Phải chi lửa lúc này nó cũng cháy giống như cái giấy này trời. A few moments later. Bây giờ hôm nay mấy thanh niên này nhóm bếp á mà chơi nguyên một cây luôn giống như là bập bùng á, lửa bập bùng cháy. Mà cháy kiểu cháy chưa đủ á. Phải bập bùng nguyên một cây này mới đủ nha cả nhà. Khó cháy ghê luôn á. Đó, cháy rồi kìa. Cháy mà dòm hết cây này trời. Rồi sau một hồi chật vật lắm nha cả nhà. Tại vì ở đây gió nó thổi với lại củi hình như cũng hơi ướt á, cho nên bây giờ mới nướng được á. Nãy giờ anh em mình nhóm. Giờ lửa cháy lớn quá. Mà kiểu như nóng á. Nóng. Trời ơi. Mấy ông anh tôi nãy lấy cái cây nó dài hơn xíu có phải ngon lành không? Cả nhà ơi. Nói chung thì anh em chúng ta cứ thương nhau mà sống đúng không? Từ từ thì nó cũng sẽ hoàn thành được cái món thôi. Có gọi là gì ta? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đó như nãy giờ anh em mình rất là chật vật. Cuối cùng bắt chơi quyến cây dài vòng. Nãy dùng cây miếng ăn ngủ mà. Bỏ vô nóng quá. Quất nguyên một cây dài luôn, cây tầm vong dài luôn. Đó, giờ là nướng nè, đợi nó chín thôi. Củi ở đây thì không thiếu đâu cả nhà. Đó, cháy rồi. Nướng ở cự ly cao như vậy nè, nó mới không có bị khét nữa. Ê, bây giờ mình sẽ chét sa tế lên. Đây là sa tế mà anh Thiên đã pha chế rồi. Có dầu ăn không Thiên? Có dầu ăn không? Để cho đỡ khét. Đó, cái màu da nó được rồi anh em à. Bây giờ chỉ cần đợi thôi. Ây cha. Những chú chó đang nằm ở ngoài để chờ nè cả nhà. Đâu coi có mùi sa tế không? Thôi. Ủa, không có gì quét hả? Mùi khói không à? Không, anh Thiên anh vô anh lấy thêm dầu ăn á để cho nó đỡ bị khét. Gà có trên đống lửa. Mấy giờ vừa không đó. Xuống gấp liền á là mấy anh em mình chết. Người chết luôn. Diều hâu mà xuống đây thì thay thế bằng gà nha. Thay gà bằng diều hâu. Cây này gà lóc đỏ được con diều hâu. Thả hai con luôn á.
several months later. Anh em à, cho hỏi là bây giờ con gà đã ok chưa? Rất là ok rồi. Đây cả nhà coi nè. Đây, nó dính vô trong cái cây luôn rồi. Lát nữa thì mình sẽ cạo mấy cái lớp màu đen đi nha. Và mình sẽ ăn những cái bộ phận nào mà thấy là phù hợp. Đó, mình có đi chặt một cái tàu lá chuối nè, để mình lót lên. Ở đây còn bộ lòng mình cứ để ở đây nè anh. Cứ để ở đây để lát nữa mình ăn sau, đợi nó chín thì ăn sau. Đó. Trời ơi chạy mỡ kìa. Nóng không anh? Nóng nha. Cái đầu. Nóng. Nóng nha. Thôi mày cẩn thận cả nhà ơi. Thiên thì thiệt tình. Cẩn cảnh à. Wow. Trời bốc khói luôn kìa. Wow. À. Quá chất lượng. Cắt ra. Cái này ăn nóng luôn, chấm vô luôn. Quay cao lên nữa nhìn thấy cậu vàng nhìn. Qua nè, nè, đó cậu vàng nè. Anh ơi cho em một miếng đi anh ơi. Cậu này nữa. Đó, đang ngồi me á. Mọi thứ ra sẽ đứt rồi. Chỉ còn thiếu vừa mới nói xong. Có dĩa với tô khổng lồ luôn cả nhà ơi. Ơi hơi đặc sắc nha. Đây. Ôi trời mì gói. Món ăn không thể thiếu và mình sẽ ăn với cái đùi gà chà bá lửa này. Đùi gà đó là quá. Nè nè, Dương cho vô luôn hả anh Lộc? Cho vô luôn đi. Cho nó nóng á, cho nó nóng. À. Đúng rồi. Mỗi người cái đùi hả? Bốn người. Thôi hai một, ăn như đây đủ rồi, mấy thằng ăn nhiều quá. Ồ. Tôi thích xanh gà. Cái nữa không? Cái luôn đi. Hai cái cho được. Đây. Đó trời ơi. Này là mì. Dạ mì đùi gà chứ đâu phải mì tôm đâu. Bữa tiệc này là mình chỉ dùng gà là chính nha cả nhà. Gà. Chưa. Rồi bắt đầu nó to lên. Hôm nay thì mình YouTube. Hồng. Vlog. Đây. Cả nhà nha. Bữa tiệc hôm nay là mình chỉ dùng gà thôi nha cả nhà. Đó, quá hấp dẫn luôn. Cái này là nước chấm của Bảo Thiên. Đây nước chấm nè. Gà nè. Đó. Intro mì nè. Intro nè. Dứt đây. Cay lắm anh rồi, anh Lộc. Ớt xiêm á. Cay lắm. Mùi nó thơm lắm. Ô thanh niên hỏi kiểu như khinh thường á. Ui. Trời ơi. Ủa. Bên trong ơi còn sống không? Hả? Ô. Chín rồi anh Thiên ơi. Chín rồi rồi. Anh Thiên bóc, đang bóc thịt ra nè. Đây. Cái này cái ớt của anh. Ớt gà. Kiểu như mà tốt cho những người tập gym. Nó còn mềm quá ta. Ô. Chất lượng. Ô Dương chèo hết chén mì rồi anh. Nhanh quá. Anh Lộc dính rồi anh Lộc. Đây. Rồi. Đi đi. Thôi chưa ăn. Bữa tiệc ngày hôm nay á, anh em mình là kiểu cây nhà lá vườn. Đúng. Nên có gì mà nó không có chính xác thì cả nhà thông cảm. Sơ sót á. Anh em mình cũng là không có chuyên môn. Nhưng mà món gà này thì chắc chắn là ngon rồi đó. Chắc chắn là chính rồi. Đâu mấy đứa lính nè. Thì cái món gà này là gà sông khói công ty Thầy Lộc nha cả nhà. Đó cái miếng đùi gà này nè. Một miếng như vậy hình như là tầm 30 mấy ngàn rồi đúng không anh? Cả nhà thấy không? Một miếng rất là to, miếng gốc tư luôn. Sông khói nha, mà có 30-35 ngàn tầm đó đó cả nhà. Đó, nếu mà ai muốn đặt thì có thể liên hệ thông tin mình để dưới phần mô tả nha. Wow, cái đùi gà nướng này kết hợp với cái mắm, nước chấm của anh Thiên rồi. Nó rất là đã. Thịt kìa. Cái gà này mình phải chuẩn bị cả con. Ồ, bảy ốc mà làm như là bia sạc Heineken á, nhìn giống Heineken á. Đế nè. Đế rồi, ô đế luôn. Ô, cảm ơn người em. Ơi. Rồi. Đụng luôn á. Ô, cay quá, nó chấm cay quá. Để đi. Ôi, bả Dương. Em đâu mà play ấy vậy. Anh là chen nha. Gà này theo anh em nghĩ là gà vườn hay gà công nghiệp? Hả? Anh nghĩ, em nghĩ chắc là gà của người dân á, chứ không phải gà công nghiệp đâu. Nó dai á, thịt nó chắc lắm. Nhưng mà nó hơi lạc á. Cái sa tế anh Thiên quét vào lúc đầu á, em không thấy anh Thiên. Mà ăn cái gà này vào em thấy mùi khói nhiều. Quăng cho đệ mẹ nè. Con này là mẹ của con đen nha cả nhà. Chó này là mẹ của con chó đen. Còn con chó này là chó núi nè. Chó này là ở đây. Mà nó rất là bự con nha. Mới đầu em cứ nghĩ là anh em mình sẽ không thành công á anh em. Tại vì cái bếp nướng nhóm lên còn chưa xong nữa. Nè cái bếp nè cả nhà còn bốc khói nè. Đó bây giờ cho người vào nướng còn được. Mời tập gym đang ở ngoài. Đâu?
để cho nó chín đi rồi đem vào quất luôn. Da cực kỳ giòn luôn. Da giòn đúng không anh? Giòn. Hồi nãy anh Lộc anh đâm vào nó thấy giòn rồi. Miếng mì nè, nè lớp da nè. Giật. Mà nó qua đấy. À cả nhà ơi, anh em mình là đã rửa sạch tay hết rồi nha. Và ăn kiểu này thì nó mới đúng là kiểu mà dân dã. Tô có dai. Đây gà sông khói. Da giòn. Cái này. Cái này nó tuy nhỏ nhưng mà rất là chất. Dữ ghê anh. Rất là ngon. Dữ. Em muốn thấy cái cảnh mà anh em chấm vào với cái nước mắm này, nước chấm này được không anh? Để cho em thấy cánh tay của anh em đi anh Thiên à. Vô, chấm vô. Oh. Wow. Anh, gà sông khói là cái đặc điểm của nó là cái thịt nó hồng hồng vậy hả? Gì? Thịt nó hồng. Đúng hồng rồi, à. Nó phía trong á. Em á hả? Miếng da, anh thử đi. Ok. Nó vừa có vị bém mà chưa. Giòn. Dai. Em quay hả? Ok. Lát mình sẽ thay nhau đổi người. Đúng rồi. Ăn rồi đó, cho em biết. Cay quá, hết ăn nổi à. Cái gì ăn có thiếu gì không? Chấm cay quá. Nào mình thử cái miếng gà thành quả anh em mình đã nướng nãy giờ nè. Chấm vô. Nhân gà này mình rất là da, cực kỳ giòn luôn. Rất giòn. Ôi, cái nước chấm này ăn vào cảm giác như nó mà mới vào mùi vị như trái cây luôn á. Anh có thấy phải không? Nó là mùi ớt xiên. Trái ớt. Trái cây trái ớt. Ớt cũng là một loại trái. Trời mấy anh là anh Thiên ướp mà cay quá, mấy anh chó đang đi tìm cỏ giải độc rồi. mấy anh đi chơi cay quá. Đó hả? Cái da mình ăn rồi mà. Nãy em quăng cho tôi đó mà. Ô cái này nó hơi khét anh em ạ. Chừng gì kéo quá, ba cắt ra quá kìa. Đấy. Cái này là mình xin phép mình ăn luôn nha. Nào, nó còn nó nhìn chưa kém. Được. Wow. Ôi ghê quá. Ôi dồi dồi, ôi dồi dồi. Đó đã cho này mình lọt vào ra. Ăn miếng da thôi, còn lại mình sẽ đợi tầm. Ê. Có ai cho con rung kìa. Cho không phải rung đâu. Không phải rung đâu. Nó vậy á. Ôi giời. Cho con đệ. Đệ nhỏ con nhất. Đệ nhỏ xíu à. Thương mại ăn cọng mì. Mà chắc là xin phép quất luôn cái đùi luôn. Đúng rồi. Cái da này quá đặc biệt nha. Mùi chấm này ngon hơn chứ thôi. Rõ không? Chấm như nghĩa. Nó có mùi à. Đây nè. Có một chút mùi than. Còn có mùi béo béo. À, cái này là phần 2 cả nhà. Thì cả nhà cùng chờ đón phần 3 là anh em mình sẽ xuống cái con suối kìa. Để tắm cho người và tắm cho chó luôn đúng không Dương? Dạ, à, mình chó tắm chung mình đi bơi mình chứ mình đừng có nói tắm cho chó kỳ quá. Là mỗi lần Dương về đây là dạ lo sách cho chó đi tắm sông vậy, tắm suối vậy. Chứ bình thường về đây có mình. Có em hai đấy. Dạ. Này có thể gọi là lạnh luôn chứ không nghe máy. Đối với anh á, thì gọi là máy. Nãy đi đường á, có anh em mình không áo khoác, anh Thanh Điên này rồi. Còn nãy giờ mình ăn cái gà rồi. Giờ review miếng mì cho nó có nước vào, dễ nuốt này rồi. Dài không? Thôi lần sau có gì nè, mình chuyển qua nướng cá đi Dương ơi. Đây có cá mà đúng không Dương? Có, mà cá nhỏ nhỏ bằng chắc ngón tay, ba ngón cỡ, hết cỡ. Đó là cá suối á. Đúng cá suối, mà mấy con cá to nó chỗ sâu, mình phải có lưới.
Mém sặc. Đổ đốt óc luôn. Quá hùng. Trời ơi, lại giấu tiếp. Hồi nãy ghê ha, hồi nãy nó mang cái miếng của anh đi rồi bây giờ nó lại quay lại nè. Nó đã ăn hết đâu, nó mang đi giấu. Quê rồi đó. Hết giấu luôn. Quê rồi đó. Không à. Dám nói xấu tao hả mày? Thèm rồi. Để lấy một tô uống luôn, ăn trong tô đi. Mình mang chén vào trong. Cái này không có lời lưỡi mà còn cài luôn. Các bạn có vừa nghe tiếng gì không? Tiếng động trời. Cả nhà ơi, tiếng lập đi quá no rồi. Cái con chó này nó bụng nó quá mập rồi. Mà nó cứ ngồi nó ngắm nè. Nó nén bụng sệ xuống đất luôn. Đó là clip mà phần 2 anh em mình đã, xin lỗi nó nhưng mà nó có giờ nha. Anh em mình đã mua một con gà về nướng và ăn một cách rất là dân dã nha cả nhà. Thì cả nhà hãy tiếp tục ủng hộ anh em mình. Và trong ngày mai sẽ có một clip phần 3. Anh em mình đã con suối này nè. Tắm suối. Tắm. Đó. Rồi. Nhớ like và subscribe cho kênh YouTube Funny Hùng và Funny Hùng Vlog nha cả nhà. Bye bye.